Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi cũng vừa nhận được một viên pin laptop Acer V5. V5 này thì nó có mã là 431, 471, 531 và 551. Thì nếu như đây là một viên pin thông thường như những laptop khác thì tôi cũng sẽ không chia sẻ lên đây. Nhưng mà đây là một viên pin đặc biệt. Thì nếu như mà bác nào mà làm thợ pin thì sẽ biết là với dòng pin Acer thì nó sẽ rất là khó. Và nó khó ở chỗ nào thì bây giờ tôi sẽ tháo viên pin này ra để cho quý vị cùng xem nhé. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tháo viên pin Acer này ra. Đầu tiên là tôi sẽ đi một lượt để cho nó tách cái phần vỏ này ra. Và phần phía lưng này thì tôi cũng đi một đường. Rồi, sau khi mà đi một đường dao thì tôi sẽ dùng cái đục này tiếp một đường nữa. Quá nhẹ thôi. Đây, quý vị có thể xem. Sau khi gõ thì nó ra gần hết rồi. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái phần này tôi tách nó ra thôi. Vâng, đây rồi, tôi đã tháo viên pin này ra thành công. Và mời quý vị xem là phía bên trong của nó đang còn rất là đẹp. Thì hồi nãy trước khi tháo ra thì tôi có nói với quý vị rằng là viên pin này là một trong những viên pin mà rất là khó làm. Thì bây giờ tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy nó khó ở chỗ nào. Qua video thì rất khó là xác định. Nhưng mà viên pin này nó rất là nhỏ thưa quý vị. Viên pin này nhỏ hơn so với pin 18650 khá là nhiều. Đây là viên pin LG MH1 18650. Như quý vị thấy, mặc dù chiều dài của nó là bằng nhau nhưng mà đường tròn của nó thì nó lệch nhau khá là nhiều. Đây, viên pin này có đường kính là 1,65 cm, còn viên pin 18650 của chúng ta là 1,85 mm. Và với viên pin mà có 4 sao pin nhỏ như thế này thì cái khung của nó cũng nhỏ theo nha quý vị. Và ban đầu thì tôi đã thử lắp 4 sao pin 18650 MH1 vào đây nhưng mà không thể đóng được cái nắp này vào. Đấy, đây này, nó hở rất là nhiều. Và nếu như tôi có gọt các cái gờ này đi thì nó cũng không vừa. Mà 4 cell pin nhỏ của nó thì không có cách gì mà đặt về được. Tuy nhiên sau đó thì tôi đã nghĩ ra được một cách. Và ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái cách mà tôi đã áp dụng thành công cho những viên pin Acer này. Và trước khi đóng 4 cell pin này thành một khối thì tôi đã quấn cánh điện, cánh nhiệt rất là kỹ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà tách khối pin này ra khỏi mạch thì tôi có đọc được thông số ở đây là UR16650. Đây, để tôi lấy nét cho quý vị xem. Đây rồi, chắc là quý vị đã đọc được rồi, UR16650ZTA. Đây rồi, thưa quý vị, sau khi mà kết nối mạch này vào với khối pin LG MH1 18650 thì tôi sẽ được một khối pin liền mạch như sau. Và ở đây thì tôi đã đấu lại cầu chì rồi nha quý vị. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý vị phần quan trọng nhất, đó chính là phần vỏ của viên pin này. Thì như hồi nãy tôi đã trình bày, phần vỏ này quá nhỏ để lắp vừa 4 viên pin 18650. Và việc đầu tiên thì tôi sẽ loại bỏ tất cả những cái gờ mà nó nổi lên ở phía dưới này. Đây thì tôi sẽ dùng cái phần đục này để tôi loại bỏ tất cả những cái phần vỏ. Loại bỏ như thế này thì để cho cái viên pin nó nằm sát với cái phần dưới của vỏ quý vị ạ. Đây rồi thưa quý vị, sau khi mà tôi cạo kỹ các cái phần gờ ở phía dưới của vỏ thì bây giờ tôi sẽ đặt cái khối pin này vào. Nó sẽ nằm sát ở phía dưới luôn. Vâng, và đây là phần trên. Thì ở những viên pin trước ban đầu thì tôi cũng sẽ cạo hết các cái phần này. Nhưng mà mặc dù cạo hết thì tôi vẫn lắp không vừa. Nhưng mà lần này thì tôi vẫn sẽ cạo để cho quý vị xem. Tôi đã cạo hết cái phần phía dưới và tôi sẽ ốp vào thử. Thì đây, tôi đã bóp rất là kỹ nhưng mà quý vị thấy rằng là nó vẫn đang hở khoảng 2 ly. Và với cái độ hở như thế này thì chúng ta không thể lắp vừa vào máy được nhá. Vâng, để cho viên pin này lắp vào máy và sử dụng ngon thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cách là tôi sẽ xử lý cái phần vỏ phía trên này. Vâng, sau khi mà dùng máy mài mài cái phần gờ này đi rồi thì bây giờ tôi rất là dễ dàng để chia cái phần này ra làm hai phần. Vâng, thưa quý vị, sau khi mài và tách cái phần vỏ này ra thì tôi sẽ được một cái miếng mà như thế này. Đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ lắp vào cái phần khung của viên pin. Cái này thì quý vị làm cẩn thận tỉ mỉ một chút nhé.
Không, nó rất là dễ gãy. Đây rồi, thưa quý vị, mời quý vị xem thành phẩm của tôi. Sau khi mà mài xong thì nó sẽ như thế này. Đây là phần tiếp giáp. Thì quý vị cố gắng giữ hai cái phần đầu này. Thì lúc lắp vào thì nó sẽ khung cho viên pin và nó rất là đẹp. Cái phần vỏ này lắp rất là khít. Như thế này thì khi mà lắp vào trong máy thì nó vừa y luôn nha quý vị. Tôi đã thử làm rất nhiều và toàn bộ là thành công hết nha quý vị. Lắp vào máy vừa y và chạy rất là ngon. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy phần mềm cho viên pin này. Đây rồi, tôi sẽ kết nối cho viên pin này vào với hệ thống phần mềm của máy tính. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà chế vỏ cho viên pin Acer thì tôi đã kết nối viên pin với hệ thống phần mềm máy tính và tôi được kết quả như sau. Thứ nhất là viên pin này sức khỏe đang còn 74%. Thứ hai là dòng xả dòng sạc đã bị khóa. Viên pin này tổng dung lượng của nó là 2500 mAh và được sản xuất vào tháng 6 năm 2012. Viên pin này chạy chip BQ9000. Thì viên pin này dung lượng cũ của nó là 2500 mAh. Hồi nãy thì tôi có đóng 4 cell pin MH1 dung lượng là 3000. Thì lát nữa tôi sẽ đưa dung lượng về là 2008. Thì sẽ có một số quý vị thắc mắc rằng là nếu như đóng LG MH1 dung lượng 3000, tại sao lại không xét về dung lượng 3000? Thì tôi cũng chia sẻ luôn là với những viên pin gốc mà phần mềm của nó mặc định là 3000 thì tôi sẽ xét về 3000. Còn viên pin này mặc định của nó là 2005 thì tôi sẽ xét về 2008 để đảm bảo được cái độ ổn định và cái độ bền của viên pin. Rồi thì bây giờ tôi sẽ bật menu điều khiển cho chip không mật khẩu lên. Viên pin này sử dụng chip BQ9000 cho nên là không cần phải mở khóa mật khẩu nha quý vị. Thì tôi sẽ chọn vào phần Sanyo. Tôi chọn vào mục chip BQ9000. Rồi, đầu tiên thì tôi sẽ lưu lại thông tin của viên pin này. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà tôi kiểm tra thì mặc dù là phía bên trong phần mềm ghi là BQ9000 nhưng mà viên pin này sử dụng chip BQ8050 thì tôi vẫn vào menu Sanyo, tôi chọn mục là BQ805X. Cái việc mà ở phần mềm ghi một đằng mà tên chip một nẻo thì tôi gặp nhiều rồi, cho nên là cái việc này dễ xử lý thôi. Đây, tôi sẽ chọn là cái file hồi nãy tôi đã lưu, tôi mở nó ra thì tôi sẽ chọn là kênh 3. Ở đây thì dung lượng cũ đang là 2005 thì tôi sẽ về default đã. Tôi cho dung lượng lên là 2008 như hồi nãy tôi đã tính toán. Phía trên này cũng là 2008. Ở đây thì tôi sẽ nhập mã bảo hành. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành lưu thông tin. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì tôi đã reset thành công viên pin này về dung lượng là 2800 mAh và sức khỏe của viên pin hiện giờ đã là 100%. Thì quý vị có thể để ý rằng là cái phần mà dòng xả dòng sạc và cái số vôn này hồi nãy thì nó sẽ màu đỏ, nghĩa là nó đang bị khóa. Bây giờ thì nó đã chuyển sang màu xanh, nghĩa là nó đã mở dòng xả và dòng sạc rồi. Thì bây giờ tôi sẽ xả thử. Đây rồi, như thế này là đã xả thành công rồi nha quý vị. Bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Vâng, thông số như thế này là sạc thành công rồi nha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lắp hoàn thiện viên pin này và trả lại cho khách. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà chế vỏ và reset phần mềm thành công thì bây giờ tôi sẽ làm một khâu sau cùng là để dán cái phần này lại cho nó thẩm mỹ hơn. Thì tôi sẽ dùng miếng đề can màu đen như thế này và tôi đặt vào cái phần vỏ như thế này. Mặc dù là nó không thể đẹp như là viên pin mà nguyên vỏ, nhưng mà trong cái bối cảnh mà không có pin thay mà tôi chế được như thế này thì tôi cho rằng là cũng là một cái phương pháp mà tốt nhất cho cái viên pin này rồi. Và quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hoặc là thời gian sử dụng ngắn thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Đây cũng là số mà tôi sử dụng Zalo. Thì tôi sẽ tư vấn và nếu như cần đóng lại thì quý vị hãy gửi cho tôi. Tôi sẽ thay seal, reset phần mềm và gửi lại cho quý vị. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Thì quý vị nào xem video mà thấy hay thì quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để xem những video tiếp theo của tôi.